trước kia cái da mặt của mình nó không được như vậy đâu, đó bị chung là da mặt mình nó bị chảy xệ, đó cái rãnh cười của mình nè nó sâu lắm, cái đôi mắt của mình vậy nó bị nhăn, đó giờ thì rất là mình rất là hài lòng từ khi bác sĩ làm xong rồi á, thì khuôn mặt mình nói chung là nâng cơ lên, đó cái rãnh cười nó không bị còn bị sâu nữa, và cái đôi mắt nữa nó không bị còn nó mờ hẳn đi, mình rất là hài lòng tại vì mình đã trẻ ra được khoảng mấy tuổi đó, rất là mừng. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp và khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi xong một giấc ngủ chưa? Ngay lập tức mọi người hãy cùng đến với Vi Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. Baby Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. Baby Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,